Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn ha. Đúng ra mình không có gọi chi, mình không muốn lên đâu, nhưng mà thôi, sản phẩm của mình giới thiệu. Thì thường thông thường lệ thì theo hàng năm thì trong quá trình nuôi heo sinh sản thì sẽ có một số con heo nó cắn con, hay là nó đẻ không sai, hay là nó đẻ con rồi mà nó nuôi con chậm lớn, hoặc là nó bị nâng, hay là nó đẻ rồi nó không đẻ lại được nữa. Thì những con heo đó mình dạt ra để làm thịt thương phẩm. Và cái loại heo này là da nó rất là dày, có một lớp mỡ tương đối hơi mỏng và có một lớp thịt rất là chắc. Loại này hầu như là chỉ thực hiện được có hai món hoặc ba món trọng tâm thôi, không có được, không có hấp, không có nướng được đâu nha, rất là cứng. Thường thường cái món này, con loại heo này mình bán giá rất là rẻ. Thì thường chế biến nhất là cái món heo khô rượu. Đây là phần đùi ha, các bạn thấy nè, cái đây cận cảnh nè, lông ba chân ha, đây đó. Mình cạo lông lên thấy ba chân không rõ không, nhưng mà vẫn còn nè, một lớp mỡ mỏng nè, một lớp da nè, cái này đây là lớp da nè ha, cái đó nè, đây là da nè, chút xíu mỡ nè, và thịt rất là đỏ, rất là đẹp. Đây nó sống lâu năm, khoảng 2 năm trở lên, nó rất là đẹp đó, nên như thịt bò đó. Cái này mà khô rượu một cái ha, nó cón lại, thịt rất là chắc. Rồi đây, đây là cái phần ba chỉ da trước, các bạn thấy nè, đây cái phần này là da này nha, cái này là da nè, da này mới chút xíu mỡ nè, bạn thấy không nè, cái này là mỡ, mỡ là nó mềm nè đó, nhưng mà mỡ nó đục ngào à, nên nó rất là dẻ, mỡ này không có ngán. Còn cái phần này, từ trắng đến đây là da nha các bạn, là da nha, chứ không phải mỡ nha. Còn cái phần mà có cái khớp này mới là mỡ, còn cái phần này là da nè, tổ chức liên kết dưới da luôn, da luôn nha, các bạn thấy nè đó nha. Cái phần này là phần sườn qua trước, các bạn nhìn thấy nè, thịt đỏ, ôi dạ xin lỗi, đây thịt nó đỏ như thịt bò đó, rất là chắc thịt. Cái này mà khô rượu mà một cái là ăn hết một cơm luôn. Sườn qua trước. Rồi, còn cái này là sườn bẹ. Các bạn nhìn thấy nè, cái thớt thịt nó rất là đẹp nha. Sườn bẹ đó, thì cái sườn bẹ này, cái da này bạn thấy không nè, phần da nè, phần mỡ mỏng te nè đó. Cái này mà khô rượu là quá, bá chết bộ chết luôn. Một là các bạn khô rượu, hai là các bạn nấu canh dạng hầm, dạng thứ ba nữa là các bạn xào lăn nha. Xào lăn là ăn bá chết bộ chết. Đây con heo như thế này, mình thấy thức heo lớn nha. Cái này là không có chuộng để bán trên quán nha các bạn, cái này là chỉ ăn gia đình thôi, bởi vì cái da hơi cứng, nhưng mà khi mình khô rượu lên nó giòn sực sực. Thì nếu mà các bạn mà thấy ok thì có thể đặt mình mua qua số điện thoại 0931088778, thì bên mình sẽ cho bộ phận giao hàng tới nơi. Đặc biệt là mình có chương trình khuyến mãi, đó là gì, ăn 3 tặng 1, có nghĩa là mua 3 kg tặng 1 kg, và giá 1 kg heo rừng loại lớn như thế này chỉ có 130.000 một ký, thành phẩm như thế này nè, các bạn nhìn ha, cứ cắt ra 3 ký tính tiền 1 ký, 1 ký giá 130, giao hàng tới nơi nha, không tính tiền công ha, các bạn thoải mái mua ha. Rồi vui lòng liên hệ 0931088778 ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn.